Chào bác, chào tất cả anh em. Tiếp tục lên đường mẫu B3 LS 12 Plus. Và em thấy rằng từ lúc em đăng video quảng cáo với mẫu sản phẩm B3 LS 12 Plus này lên thì rất nhiều anh em đặt hàng rồi. Và em không nghĩ là các bác và anh em chọn lựa bộ sản phẩm này nhiều đến như vậy. Bởi vì hai lần em đăng video và em khuyến mại cho anh em với tổng cộng là 100 bộ sản phẩm của B3 thì hiện tại đã chốt hết đơn với bộ sản phẩm B3 LS 12 Plus này rồi, và với mức giá khuyến mại là 1.400.000. Và em không nghĩ là các bác và anh em đặt hàng nhiều như vậy. Và hiện tại vì mẫu B3 vang cơ LS 12 Plus đang phủ sóng khắp thị trường âm thanh Việt Nam, và bởi vì thứ nhất người dùng đánh giá rất nhiều về cái chất lượng âm thanh B3 mang lại cho phòng hát gia đình cực kỳ tuyệt vời, và ngoài ra thì giá thành cũng là một cái điểm mà các bác và anh em rất ưa thích. Với mẫu B3 LS 12 Plus giá niêm yết ở thời điểm hiện tại đang là 1.800.000 đồng, và Tùng Audio thì đã có 2 đợt xả hàng và khuyến mại cho anh em với mức giá là 1.400.000 đồng. Thì các bác và anh em đã đặt hàng hết 100 bộ sản phẩm, và cũng có rất nhiều anh em gọi điện khi mà đã hết cái chế độ khuyến mại thì cũng có yêu cầu bên em tăng thêm những số lượng cái dòng sản phẩm B3 LS 12 Plus này lên cho anh em để nhận được cái chế độ ưu đãi bên Tùng Audio. Thì ngày hôm nay Tùng Audio lại tiếp tục một video nữa tặng tiếp tục cho anh em với mức giá 1.400.000 đồng nhé, với 50 bộ sản phẩm tiếp theo của B3 LS 12 Plus. Và em hy vọng là các bác và anh em thấy được video này, và anh em đang lăn tăn về cái mức giá mà liêm yết thì bây giờ Tùng Audio đã cho anh em một cơ hội nữa để trải nghiệm được dòng sản phẩm B3 LS 12 Plus với mức giá cực kỳ ưu đãi 1.400.000 đồng, vang cơ rất hay này. Và trước khi báo cho anh em về mẫu B3 với cái dòng sản phẩm đã có khuyến mại lần thứ 3 này, thì em sẽ test một cái video để gửi cho bác khách hàng đến từ Sóc Trăng, Tiền Đông đấy, và đã chọn lựa cho mình bộ sản phẩm B3 LS 12 Plus. Đây là bác, dường như là khách hàng cuối cùng của cái chương trình khuyến mại bên cửa hàng Tùng Audio, đã có mức giá 1.400.000, và em hy vọng là bác nhận hàng cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hài lòng với thứ nhất là mức giá, và thứ hai là chất lượng âm thanh bên cửa hàng Tùng Audio với mẫu sản phẩm B3 LS 12 Plus. Và em xin phép các bác và anh em dành một chút thời gian để em test chất âm của B3 để gửi cho tới bác khách hàng, bác Đông đến từ Sóc Trăng ấy. Và nếu bác xem được video này, hãy để lại cho em một nút like, một nút đăng ký kênh. Và theo như bác thì nhà bác đang kết nối với Âm Ni, thì Tùng Audio sẽ tặng riêng cho bác và anh em một cặp dây, một đầu ca lông, một đầu hoa sen nếu như bác và anh em kết nối với Âm Ni. Ngoài ra anh em nào đang sử dụng cục đẩy thì sẽ được tặng một cặp dây ca lông, hai đầu, một đầu đực và một đầu cá để anh em kết nối với cục đẩy. Ok, em bây giờ test chất âm một chút nhá. Alo, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. Ok, các bác và anh em đã cùng nghe qua em Tùng test chất âm của B3 LS 12 Plus, và chắc chắn rồi, đây là một mẫu vang cơ mà em nghĩ rằng là một trong những mẫu có thể sánh vai được dường như là những cái mẫu vang cơ lai số cao cấp trên hiện tại trên thị trường âm thanh Việt Nam hiện tại. Với B3 này giá thành không phải là vấn đề, bởi vì cái tiếng chất âm của nó mang lại cho anh em đảm bảo ngang ngửa so với những dòng vang cơ lai số rất hay trên thị trường khác đấy. Và đặc biệt là với mẫu vang cơ này thì đã có thêm một tính năng reverb mà chỉ có trên mẫu vang cơ lai số mới có được. Ngoài ra thì tính năng có đầy đủ rồi, repeat, delay, bass chép dành cho echo và mic effect đầy đủ cho anh em. Có FB chống ố kết nối thì đầy đủ các đường USB, cổng quang hay Bluetooth. Bluetooth bắt thì cực kỳ ổn định rồi. FB chống ố cũng tốt. Em đã test qua tiếng cái chế độ FB chống ố này rồi, cực kỳ tốt, ổn định cho phòng hát gia đình. Đấy, cắm mic dây vào thôi, anh em có thể thấy tiếng chất âm quá hay, quá đỉnh. Với 1.400.000 thì anh em bỏ ra mua không có gì là đắt cả. Vừa túi tiền của anh em trải nghiệm được âm thanh sống động nhất với B3 LS 12 đấy, và luôn luôn có giá tốt như vậy với video em vừa mới đăng lên đấy cho anh em. 50 bộ sản phẩm B3 1.400.000 đồng nhá. Luôn luôn có chế độ bảo hành 12 tháng và một đổi một trong một tháng cho bác. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào các bác.